Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh với 176 gian hàng kinh doanh hàng trăm món ăn hấp dẫn đã trở thành một trong những điểm đến lý tưởng dành cho du khách, người dân. Thường thì em đi vào thứ bảy với chủ nhật, tại mấy ngày đó em rảnh, thường em đi với bạn bè của em. Mấy món ăn nó ngon với lại đa dạng, với lại cũng rẻ, vừa túi tiền. Chiều 16 tháng 8 năm 2024, đoàn kiểm tra của Ban Văn hóa Xã hội thuộc Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân quận 10 về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận, cũng như tại khu vực chợ Hồ Thị Kỷ. Đoàn kiểm tra do ông Cao Thanh Bình, trưởng Ban Văn hóa Xã hội dẫn đầu. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra các hộ kinh doanh tại phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ. Các hộ kinh doanh đều xuất trình hóa đơn hàng hóa, giấy phép đăng ký kinh doanh. Đại diện các gian hàng đều chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, người bán hàng trang bị đầy đủ khẩu trang, bao tay, đảm bảo vệ sinh. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận 10 cho biết, để kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các hộ kinh doanh tự phát, các cơ quan chức năng đã thực hiện đồng bộ các phương án kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các hộ kinh doanh. Và điều đầu tiên em biết phải quy ước với các hộ doanh khi tham gia kinh doanh đó là hàng hóa phải lấy từ nơi có nguồn gốc rõ ràng. Và họ phải chứng minh ra được là những cái chứng từ, những cái hóa đơn mà cái thực phẩm của họ nhập vào để mình kiểm soát được ra mình. Trong quá trình vừa kiểm tra thì mình vừa hướng dẫn, nếu những cái hồ mà vi phạm được cái việc mà những cái thiếu sót nhỏ thì chúng ta tiếp tục hướng dẫn họ để hoàn thiện. Nhưng nếu mà thiếu sót nghiêm trọng là phường sẽ cho ngừng kinh doanh trong 30 ngày để khắc phục, cho khi xong thì bắt đầu mới được kinh doanh lại. Bên cạnh những thuận lợi thì phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ vẫn còn nhiều tồn động, nhiều hộ kinh doanh vẫn chưa có giấy phép. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân phường đã rà soát, lập danh sách các nhóm hộ kinh doanh, dự kiến thu thuế đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, không có giấy phép kinh doanh. Cái này là giống như là họ tự phát lên thức ăn đường phố, thì hiện nay á, họ không đủ điều kiện để họ được cấp cái giấy chứng nhận kinh doanh với lại cái đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không đảm bảo, không đủ điều kiện để cấp. Nhưng giờ mà về phía địa phương á, thì vẫn tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ dân khi mà kinh doanh thì vẫn phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bằng rõ ràng là phải khi mà mua các nguyên liệu đầu vào thì phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Cạnh đó, trên đoạn phố ẩm thực dài với 176 gian hàng nhưng không có nhà vệ sinh nào để phục vụ cho người dân du khách. Thứ nhất là hiện nay chưa có nhà vệ sinh công cộng, thì cũng đang xin bố trí nguồn vốn, nhất là làm tại nhà văn hóa. Rồi một phương án nữa là có thể hoạt động các nhà dân và kinh doanh có đủ đảm bảo điều kiện thì tuyên truyền vận động người dân để đồng thuận dán một cái logo này của quận phát hành, thì có thể dán logo và đưa logo vào cái bản đồ du lịch, là cái điểm đó có thể sử dụng nhà vệ sinh phục vụ cho du khách. Đồng thời, đại diện Ủy ban Nhân dân phường 1 cho biết hiện phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ đang thiếu bãi giữ xe. Các bãi giữ xe đều là tự phát từ nhà dân và rất nhỏ hẹp, không đủ đáp ứng nhu cầu giữ xe của thực khách. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường 1 đề nghị sử dụng sân của các trường kế phố ẩm thực làm bãi giữ xe. Bên cạnh đó, đại diện Ủy ban Nhân dân phường 1 cũng kiến nghị xây dựng thêm một điểm chữa cháy công cộng, dự kiến xin một phần gốc của trường tiểu học Hồ Thị Kỷ để làm hồ chứa nước cho điểm chữa cháy này. Qua kiểm tra, ông Cao Thanh Bình đánh giá cao công tác quản lý, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ ẩm thực Hồ Thị Kỷ. Theo ông, quận 10 đã nỗ lực trong việc kiểm soát, quản lý tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như chưa để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ. Chúng tôi đánh giá rất cao cái công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận 10 và phường 1, cũng như phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ. Rất ấn tượng với công tác quản lý, nắm cái danh sách và kiểm soát cũng khá chặt chẽ ở trên địa bàn quận 10 về an toàn thực phẩm. Ông Cao Thanh Bình cho biết thêm, từ những đề xuất của quận 10, đoàn sẽ đưa các kiến nghị đến sở ngành và báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về các vấn đề như xây dựng nhà vệ sinh, bãi giữ xe và bố trí thùng rác cho phố ẩm thực. Đồng thời, ông Cao Thanh Bình yêu cầu tăng cường tuyên truyền quảng bá không chỉ phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ mà còn các địa điểm du lịch, ẩm thực khác tại quận 10 để nhiều người biết đến phố ẩm thực hơn, nhất là du khách nước ngoài.
Khi mà em tới đây thì em nhìn thấy tất cả các bạn trẻ đang hướng về cái lễ Vu Lan rất là nhiều. It looks very lively and busy. Cầu cho ba mẹ luôn mạnh khỏe, bình an và cầu. Lễ Vu Lan báo hiếu là dịp lễ quan trọng trong đạo Phật. Với nhiều người, lễ Vu Lan từ lâu đã trở thành dịp để tưởng nhớ công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ. Cứ vào dịp lễ Vu Lan, chùa Pháp Hoa tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh luôn thu hút rất đông người dân từ khắp nơi đổ về dự lễ. Đến đây, mỗi người đều mang một mong ước, nguyện cầu cho các đấng sinh thành bình an, hạnh phúc. Ngày 18 tháng 8 năm 2024, tức 15 tháng 7 âm lịch, chùa Pháp Hoa cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu, bông hồng cài áo, tạ pháp dân y. Càng về chiều tối, dòng người đổ về chùa Pháp Hoa càng đông. Sau khi thắp nhang ở chánh điện, người dân đều dạo một vòng chùa, tham quan các bức tượng Phật, đánh chuông. Nhiều người hạnh phúc khi được cài bông hồng đỏ trên ngực áo vào dịp lễ Vu Lan. Rất là vui, ấm áp, kiểu làm cho em nhớ quê á. Kiểu nhớ ba mẹ, nhớ những cái phong cảnh thời gian quê, em cảm thấy rất là nhớ nhà. Tại vì em cũng chỉ là đi làm xa thôi. Không chỉ đi lễ cầu an cho bản thân, nhiều người đến chùa còn để cầu sức khỏe cho cha mẹ, người thân. Năm nào em cũng đều đi, những dịp Vu Lan năm nào em cũng đều có mặt. Dù có bận rộn hay là công việc nó như thế nào, em cũng sắp xếp được để em có thể đến dự những cái ngày lễ này. Tại vì một năm chỉ có một lần thôi. Dạ, cầu hứa cho ba mẹ luôn mạnh khỏe, bình an và cầu cho tương lai của em và vợ của em sống hạnh phúc. Nói chung là cầu cho cái ước muốn của em sắp tới sẽ thành công và may mắn. Đến khoảng 19 giờ ngày 18 tháng 8, nhiều người đến trước khu vực chùa Pháp Hoa để thả đèn hoa đăng xuống kênh Du Lộc Thị Nghè với mong muốn cầu may mắn, bình an cho người thân. Anh Đinh Minh Thượng và người yêu là chị Nguyễn Thị Minh Hậu khá giống nhau về hoàn cảnh khi cả hai đều có đến hai người mẹ. Dịp lễ Vu Lan năm nay, anh Bình Thượng và chị Minh Hậu cùng đến chùa Pháp Hoa gửi lời chúc bình an đến mẹ của mình vào những chiếc đèn hoa đăng. Biết gia đình của bà này có hoàn cảnh cũng giống như em, hai người cũng là hai, có hai người mẹ và không có cha. Hôm nay em biết ngày lễ Vu Lan dành cho mẹ nên em sẽ dành một ngày để mà đi cầu an cầu hạnh phúc cho mẹ. Bởi vì em là một người rất là thương mẹ, mẹ em rất là cực khổ nên là một tháng chỉ có một lần thôi. Và năm nào em cũng phải đi để em cầu an và cầu hạnh phúc, cầu sức khỏe cho mẹ. Dạ, thì em nghĩ sẽ dành nhất cho mẹ. Cầu cho mẹ khi nào không có sức khỏe mà sống tận đời bên này. Nhiều du khách nước ngoài cũng ghé thăm chùa Pháp Hoa vào dịp lễ đặc biệt này. It looks very lively and busy, and it looks like everybody's getting involved, and it looks like a really fun time. Dòng người đổ về chùa Pháp Hoa dự lễ Vu Lan khá đông, nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, gây mất trật tự.